anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và hôm nay mình sẽ làm một cái tiếp hướng dẫn anh em có những game bản quyền trực tiếp từ những nhà phát hành lớn, ví dụ như Steam rồi Origin hay là Epic Games ha. Thì đây là những game bản quyền được miễn phí và có thời gian thì nó bán, có thời gian thì miễn phí, nên anh em cần chú ý một số hướng dẫn cơ bản của mình. Và sẵn tiện thì quay lại một số vấn đề, ví dụ như là mình đã có nút tham gia rồi thì anh em nào tốt bụng có thể bấm nút tham gia để mua một số cái ưu đãi trong kênh ha. Ngoài ra anh em có thể đăng ký hoặc là xem video thôi cũng được rồi. Cảm ơn anh em. Rồi, thì để có những game miễn phí và đặc biệt có những game bản quyền rất là xịn sò thì anh em cần chú ý. Hiện tại thì mình có theo đuổi ba cái nhà phát hành game rất là nổi tiếng. Thứ nhất là nó là Steam. Steam là anh em ai cũng biết rồi ha. Steam mình nổi tiếng là nơi bán game nhiều nhất và gọi là hút máu nhiều nhất rồi đó. Thì trên đây nó sẽ có rất là nhiều game, anh em có thể chú ý nhìn những game nào đang giảm giá và tải về chơi thử. Một số game thì nó sẽ có bản demo mà chơi rất là vui. Ví dụ như mà mình sắp tới mình muốn làm một tựa game, đó chính là Animal Party hoặc là Party Animal đây nè. Đây là một tựa game mà chơi rất là vui và hiện tại đang ở trong cái trạng thái gọi là sản xuất early access đó anh em, demo thôi. Nhưng mà anh em có thể chơi được. Thời gian dự kiến thì chưa biết, nhưng mà hiện tại là một số không phải một số nữa mà rất nhiều streamer nổi tiếng, ví dụ như là Độ Mixi hoặc là Dũng City bắt đầu chơi cái tựa game này và nó rất là vui. Anh em có thể chơi co-op được tối đa 8 người cùng với team hoặc là co-op trên mạng. Và đây là một tựa game của Steam thì nên nó sẽ khó bị hack hơn những tựa game khác, nên đó là một cái tin vui ha anh em. Đó. Chơi rất là vui. Hồi sáng mình chơi tựa game này nhưng mà chơi được 15 phút thì bị đứng do cái card màn hình mình cũ quá. Anh em có thể tải trực tiếp về. Rồi. Cái này là, nhưng mà bên Steam thì họ sẽ ít khi nào mà có cái sự game, có game miễn phí lắm. Anh em phải tập trung vào một cái khác. Đó là kẻ thù của Steam. Đó chính là Epic Games. Thì thanh niên Epic Games này nó sẽ cho anh em những tựa game đỉnh cao và nó sẽ có chu kỳ hình như là một tuần hoặc một tháng gì đó, nó sẽ cho anh em một tựa game miễn phí. Và những tựa game này rất là xịn sò, không phải là đơn giản giống như kiểu là cho không đâu anh em. Ví dụ cơ bản, ví dụ như ở đây có tựa game là ABZươABZươnày được trước là nó có bán trên đây, không biết còn không. Tại vì những anh em mà chơi chơi game đây thì ở đây anh em thấy nè. Bên đây nó bán giá 188.000. Nhưng mà thay vào đó thì anh em có thể tải bên Epic Gaming với giá free. Hoặc là game gì đây? Rising Storm 2 Việt Nam này, có game nữa này, có game Việt Nam luôn này. Tô gắt. Đó. Thì anh em có thể chơi những game miễn phí xịn sò và full bản quyền ở trên này. Nhưng mà không nhiều đâu, thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà vẫn tốt hơn là bên kia 188.000 anh em. Mình vừa giúp anh em tiết kiệm 188.000. Thì đây là một tựa game cho anh em phiêu lưu dưới biển. Và cạc đồ họa thì cũng ok chút, có 3D một chút nha. Thì nó sẽ đỡ bị giật. Bên mình bị giật lắm và máy mình không chơi được, rất là tiếc. Nếu mà chơi được thì mình sẽ review sương cho anh em. Đó. Hiện tại tựa game này nó sẽ còn khuyến mãi đến đây ngày 15 tháng 10 nha anh em, cần chú ý và cài đặt ha. Đó. Đây là một số game họ sẽ cho nè. The Kingdom New Land nè, cái này giống cái tựa game mà The True Kingdom của Tẩu hay giới thiệu bên kênh của Tẩu DTN Gamer nha. Đó. Ngoài ra thì còn một thanh niên nữa, thì thanh niên này trung lập hơn một chút, đó là Origin nha anh em. Thì thanh niên này cũng là một nhà phát hành game và họ cũng sẽ cho anh em một số game miễn phí. Thì nó là gọi là ba kẻ thù của nhau, nhưng mà thằng này nó sẽ trung lập hơn, nó sẽ mẹ ngư ông đắc lợi hơn một chút đấy. Đây thì nó sẽ có một số game rất là nổi tiếng, ví dụ như FIFA 21 nè, đó, và Apex Legend. Anh em cũng biết từ game Apex Legend rồi đúng không, nó cũng nổi tiếng lắm á. Mà từ game này thì nó ngày trước là nó làm kiểu như là độc quyền ở bên này, bây giờ thì khá là fail. Anh em có thể tải trực tiếp một số bản của nó về. Bây giờ mình sẽ cài thử cái Origin cho anh em xem. Và mấy cái này anh em lúc mà cài đặt á, nó sẽ không bắt anh em phải cài những cái gọi là visa video đâu, nên anh em không có sợ bị mua nhầm đâu. Với lại cũng không nhất thiết phải có visa. Tại vì nếu mà mình đã chơi game free rồi thì cần gì visa đâu. Ví dụ như ở đây thì game này mình đã cài rồi nè anh em. Mình muốn chạy thử cho anh em lắm nhưng mà nó cứ lắc hoài. Game này chơi rất là chill. Cảnh ở dưới nước rất là đẹp. Nó có một cái nút chụp hình, anh em đi trong đó xong bắt đầu là anh em có thể bấm bâu lại và làm một tấm hình nền. Nhất hạn. Sắp tới thì mình sẽ update cái card màn hình của mình lên thì mình có thể chơi những tựa game như này rồi. Đó, anh này thấy không? Và game này là một game thuần phiêu lưu nha anh em, nó không có nguy hiểm, không có những cái quái vật biển thù lù hiện ra đâu, không có đâu, anh em có thể chơi thoải mái. Ủa nhìn đã không? Game mà tên là ABZÜ nha, ABZÜ. 188.000, ngon lành chưa? Ok thì mình sẽ thử cài Origin coi, mình nhớ là Origin ngày trước mình cài nó cũng sẽ có một số cái gọi là miễn phí. Epic Game đó. Thì Epic Game này á, nó cũng phát triển được khoảng một thời gian gần đây như tầm một năm thôi. Và tựa game đầu tiên mà đưa đến với cái này là Fortnite anh em, hoặc là anh em gọi là Fortnite á. Tựa game mà giống như PUBG nhưng mà có mẹ ba cua với lại xếp đồ xây nhà đó. Mà thanh niên nổi tiếng nhất trong cái tựa game này hình như là Ninja thì phải. Đó. Rất là hợp. Là tí máy mình không đủ mạnh, chúng thôi mình sẽ test thử cái tựa game này, tựa game Việt Nam này. Đây thì mình đã cài được một số tựa game của đây thì nó hình như là khi anh em cài một lần á thì nó sẽ chơi được vĩnh viễn luôn đến khi nào anh em gỡ ra thì nó không còn nữa đâu. Đấy. Nó cũng phải có cái gì đó sai, có cái gì đó gọi là mẹ dự trù cho người ta chứ, cái gì cũng miễn phí chắc chết. Mình thì mình thích cái giao diện của bên Epic hơn, tại vì nó màu đen, giao diện tối nhìn dễ chịu và những cái cách trình bày game nó đẹp hơn. Bên Steam thì nó sẽ hơi khác một chút. Đây mình cũng có Steam đây. Steam nó rườm rà hơn anh em, làm nó cảm giác khó chịu. Ví dụ như anh em muốn co-op thì anh em cần phải nạp thêm tiền để mua một slot tạo phòng. Đây đang là mùa giảm giá nên có thể mua được một số game. Được game rap này, bữa hôm có mấy anh em rủ mình chơi này. Nhưng mà co-op thì ok, nhưng mà máy mình, anh em cũng biết là máy mình cứ chơi game 3D nó sẽ bị giật. Tao đứng im luôn. Rất là buồn ha. Có tựa game này đẹp thế. Ok, hy vọng là video này sẽ bổ ích cho một số anh em nào muốn có game bản quyền chơi và miễn phí nha. Mà về sau thì anh em cũng bắt đầu tập dần cái gọi là cái gì ta. Nói chung cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình đi. Anh em có thể mua game chơi thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có nhiều ưu đãi cho anh em và chất lượng tốt hơn. Anh em cài game lậu nhiều á, nó sẽ dễ bị nhiễm virus, dễ làm hư máy của anh em. Ngoài ra anh em có thể mất dữ liệu. Đó. Về sau thì những game nó cũng không có mắc nữa đâu. Những cái tựa game mà họ làm mà giá 29 đô hoặc là 30 đô này là họ làm rất là nhiều. Và nó có nhiều cái hình ảnh đẹp nên họ bán mắc là chuyện bình thường. Còn những game mà mình chơi ví dụ như Stardew Valley nó chỉ cầm 200 trở lại thôi. Với cái số tiền hiện tại giờ này thì anh em chỉ cần mẹ nhìn ăn mấy bữa là được. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em.